Nghĩ sao? Mà tự nhiên đó lại như thì chắc có bà mẹ chồng chị cũng kể chi với bà đó rồi bà mới dễ chứ. Biết đâu nhiều khi mình không lò mà người ta kể thêm cái bớt vô rồi mình biết được. Rất rất chồng như trước gì mình thì nó cái con giàu như con đứa hết năm tháng này. Ủa chứ mà như hôm bữa bà đủ bà không đủ rồi chẳng lẽ như bà chị giao rồi thái chị rồi cũng không đủ đi à? Đau chứ cũng đâu có nói gì đâu. Mà chị giao sống được không? Sao nuôi em sao trời? Làm bơi cả qua đồng với đồ nuôi em có nhỏ sao? Cho mình nuôi đi. Hôm bữa nó đúng giống nhỏ la có kêu con nhỏ tao tao tên con trò mà chị ra. Ừ. Tiền mà nuôi ông bỏ. Nó nuôi. Nó tiền ta đồn đó. Nó tự cấp trợ cấp cho hai chồng con 1 triệu. Thọ tao rồi tao ở riêng số 2. Chắc qua qua nhà chị ở bố nó
À, đất của ông bà mà không? Về quê luôn á. Bên bán là về quê luôn à. Đỡ, đỡ bán đi. À thôi cứ càm. Xíu nữa về đi chị. Ừ. Cái gì bán chạy về. Nhờ ngoài đường nó trong hẻm. À, mặt phố. Ừ. Mưa qua hay sao? Hả? Mưa qua hay sao? Còn sẵn không? Làm gì? Từ vô rửa mẹ kìm chị với. Rửa mẹ với chị lấy lẻ luôn. Rửa răng. Từ rửa sao cho nó sạch, rửa có sữa nó mệt đó. Ờ, đứa xíu đó mẹ đó. Thôi giờ mình cũng chán nhà được, nhiều lúc mình cũng chán càng nhà được có lần. Nhiều lúc mình như là buông xuôi ra rồi. Chán quan tâm. Mà nói chứ số có dắt cho biết không quan tâm cho được mà. Thấy tư rồi mới nói chi là chồng gì á, thấy tư không có nói chi là cho ba mẹ ít hay là mua cho ba mẹ cái này cái kia gì không? Ừ. Nghĩa là ấy làm Tuấn đưa hả? Mở mấy tiền ổng nè tiền chị. Ông gồng kiểu ra nó chị không biết cái cùng âm. Chị mà 6 triệu dữ vậy, tùy theo sức của mình chị cái tiền chị nói đây nè, anh nè, lúc mà mình cáo thì không rèn hát. Nhưng mà cái nam này dịch giỏi, có người đồ ra tiền thì anh mua cái túi anh rèn, nó thấy hợp tí thì thôi chứ. Nhưng mà chị anh phải gồng mang đấy rồi, triệu với triệu nó không tới đâu. Cái rèn không tới đâu. Mà đang thay ổng đưa tiền cho ba mẹ ổng, không đưa tiền cho ba mẹ chị. Có nhìn rồi chứ. Đưa cho bà Lê, đưa cho ba mẹ ổng, không đưa ba mẹ chị. Đưa không ông ạ?